chúng ta đã có một vùng cản ngày hôm qua để xác định được cái xu hướng và chúng ta cũng đã chờ đợi cái nhịp để xem thử là liệu giá nó có test lại cái khu vực cả là 27.400, 27.600 ngày hôm qua và quay trở xuống cho một cái xu hướng trong một cái kênh giá giảm này hay không hay là sẽ có một cái pha breakout khỏi vùng đó để chứng kiến một cái sự quay trở lại cho một cái xu hướng tăng thì hiện tại đối với cái nến D1 gần nhất đã phá vỡ qua khỏi khu vực cản 27.400 ngày hôm qua và đóng nến ở trên khu vực là 28.300 là một cái vùng giá rất là tốt trong đêm hôm qua cho đến rạng sáng ngày hôm nay thì tạm thời ở các vùng này xu hướng tăng đã quay trở lại một cách rất là mạnh mẽ cho nên chúng ta thuận theo xu hướng thì sẽ an toàn hơn tuy nhiên là hiện tại để mà tìm ra được entry để vào thì gần như là chưa có cho nên một số các vùng giá trong ngày hôm nay chúng ta cần phải chờ đợi thì mình sẽ cùng với anh Nam review lại trong video này nhé. Và trước khi chúng ta tiếp tục nội dung chính của ngày hôm nay, nếu các bạn là trader mới trên thị trường hoặc các bạn đang cần tìm một nơi để cập nhật thêm những tin tức, những tín hiệu, kế hoạch giao dịch ngắn hạn và dài hạn về Bitcoin, Oncoin ở thị trường crypto hoặc thị trường forex như vàng, dầu, những cặp chỉ số thì các bạn hãy tham gia nhóm Telegram Farm Trading với mình để cùng giao lưu và chia sẻ. Đây là nhóm hoàn toàn miễn phí và để tham gia thì các bạn vào trong phần mô tả ở dưới bất kỳ video nào của mình kéo xuống phần phía dưới các bạn bấm vào đường link này t farm trading Channel bên cạnh đó các bạn muốn quan tâm đến các kênh có nhiều kèo tín hiệu với chất lượng cao hơn thì các bạn có thể bấm vào hai đường link này để vào kênh forex miễn phí và kênh vip crypto anh em đừng quên bấm đăng ký kênh youtube của farm trading ở đây và ấn vào hình chuông thông báo tất cả này để mỗi khi mình ra video mới mọi người sẽ nhận được thông báo ngay mà không bị bỏ sót và để tiếp tục thì chúng ta hãy đến với những nội dung chính của video ngày hôm nay Hello, xin chào tất cả anh em đã đến với channel của Farm Trading ngày hôm nay và chúng ta đang ở ngày hai tháng sáu và tin nhìn của Bitcoin tối ngày hôm qua thì mọi người cũng đã biết rồi nó là có một pha tăng trưởng thực sự mạnh mẽ khi đi từ khu vực là hai mươi sáu tám trăm hai bảy lên đến hai mươi tám bốn trăm và trước khi cái nhịp sóng tăng đó nó đã có một cái pha sóng giảm xuống để quét những cái lệnh ở cái nhịp rơi từ khoảng khu vực là hai mươi sáu tám trăm và rơi về lại khu vực hai mươi sáu sáu trăm năm mươi và sau đó thì ở cây nến này nó đã rút râu và nhanh chóng quay trở lại và tăng trưởng rất là mạnh lên đến tận khu vực là 28.400. Và trong ngày hôm qua thì mình cũng đã có báo với anh em là chúng ta có thể quan sát ở cái vùng cực kỳ quan trọng đó là ở quanh cái vùng khoảng 27.400 đến 27.600 ở vùng này. Tại vì sao ở đây sẽ là một cái khu vực thứ nhất là nó sẽ là một cái khu vực cản và khu vực kháng cự cộng với đó là trendline và fibo ngày hôm qua mình cũng đã báo với anh em rồi. Cho nên chúng ta quan sát ở vùng này và hiện tại thì đối với một cái lực giá tăng rất là mạnh và nó là vượt qua khỏi khu vực này thì bây giờ vùng 27.400 sẽ trở thành một cái vùng hỗ trợ. Ngược lại với ngày hôm qua nó sẽ là một khu vực cạn cứng thì bây giờ nó sẽ trở thành một cái điểm tựa cho cái đợt giá lần này. Và khi chúng ta đã có hai cây nến D1 rất là tốt, một cây nến xuyên thủng khỏi những cái đường EMA trước đó, ngày hôm qua chúng ta cũng đã báo rồi và tín hiệu sau đó là một cây nến D1 confirm và cây nến D1 gần nhất là một cây nến ngày khá là mạnh cực kỳ mạnh nhưng mà hiện tại thì đối với cái điểm này chúng ta rất là khó và gần như không có bất kỳ một cái điểm nào để chúng ta vào một cái entry thực sự đẹp cho cả lệnh long lẫn lệnh short tại vì nếu mà bây giờ chúng ta vào lệnh long entry của chúng ta đã quá cao rồi nếu anh em là nhìn trong những cái khung nhỏ xíu nữa mình sẽ view chi tiết thì chúng ta sẽ thấy được là nó đã đi hết gần như các cái biên độ rồi và nếu chúng ta vào short bây giờ thì sẽ cạn tàu rất là rủi ro và chưa có tín hiệu đảo chiều nào thực sự tốt để chúng ta có thể lao vào và chúng ta đến short cả vậy nên ở cái vùng giá 28.400 này bắt buộc chúng ta phải ở ngoài và quan sát kiên nhẫn đi vào những cái khung nhỏ hơn thì nhịp sóng tăng này nó đã vượt qua khỏi cái cụm đường MA ở đây và nó đã xảy ra cái điểm giao cắt ngày hôm qua chúng ta đã nói và khi điểm giao cắt này xảy ra thì cái xu hướng nó đã quay trở lại là một cái xu hướng tăng cho nên là hiện tại nếu chúng ta đánh thuận xu hướng thì bắt buộc chúng ta phải chờ cái xu hướng tăng và chúng ta đánh theo cái xu hướng đó thì nó sẽ an toàn. Và một trong số các cái vùng mà hiện tại chúng ta có thể chờ đầu tiên đó chắc chắn là vùng 27.400 rồi. Đây là một cái vùng cản ngày hôm qua và bây giờ nó sẽ trở thành một khu vực hỗ trợ. Cộng với đó hiện tại thì ở trên khung H4 mọi người có thể thấy được là giá đang nằm xa khỏi cái cụm đường MA Cross cộng với đó là MA3489 hoặc là những cái vùng ở dưới này Và cái biên độ tăng của nó cũng đã rất là tốt rồi Cho nên là ở đây thì nó đang gặp lại Test lại cái khu vực cả là 28.400 ở trên này Và chúng ta kỳ vọng là ở đây giá nó sẽ bị chứng lại Tại vì cái lực nó đã đi quá là xa Và những cây nến gần đây là những cây nến tăng Kèm theo đó là một số các cái volume nó đã bị giảm dần Chứng tỏ là lực mua nó cũng đã bị suy yếu Và đang cố đẩy cái giá này lên để tạo ra một cái sự FOMO Và đi đến những cái vùng giá mục tiêu của nó cho nên để an toàn thì bắt buộc chúng ta phải chờ giá nó về đến những cái vùng ở biên dưới này thì chúng ta mới có quyền đánh lên. Chúng ta có hai vùng đầu tiên đó là 27.400, 27.500 sẽ chờ giá nó về test lại đây và đánh lên. Vùng thứ hai là 26.900 đến 27.000. Tuy nhiên là cái vùng 26.900 đến 27.000 này thì đối với cái lực tăng hiện tại thì mình nghĩ là nó cũng hơi khó để có thể là về được cái entry dưới này để chúng ta đánh và thậm chí nếu nó về đến đây thì một số các cái cấu trúc sóng tăng nó sẽ không có còn được tốt nữa tại vì cái lực bán nó sẽ phải xảy ra rất là mạnh còn lại nếu không thì nó sẽ giảm một cái từ từ xuống thì lúc đó là thị trường nó sẽ kéo các cái đường EMA này kéo đi lên thì lúc đó chúng ta cũng gần như là sẽ chạm lại với nhau ở quanh cái vùng 27.400 nếu mà cái lực giảm nó đi xuống từ từ để retest hoặc là nó đi sideways để chờ lại cái đường EMA này và trường hợp thị trường những cái ngày gần đây nó đi sideways là một cái khả năng xác suất nó xảy ra rất là cao cho nên là qua những cái nhịp tăng rồi thì đến những cái phiên giờ châu Á như thế này nó cũng sẽ đi chậm lại chậm lại và chúng ta cứ bình tĩnh và chờ trong những khung nhỏ nó có những cái entry tốt thì chúng ta đến thôi. Đối với một cái nhịp sóng tăng như thế này thì về cơ bản là nếu không có một cái việc đảo chiều thực sự mạnh mẽ thì chúng ta cũng khá là dễ chơi thôi. Mọi người cứ kênh theo các cái đợt retest về lại cái đường MA ở trên những khung nhỏ và chúng ta có thể đánh scalp chúng ta đánh long lên để thuần theo sướng của thị trường thì nó sẽ an toàn. Tuy nhiên là mình vẫn khuyên anh em rằng chúng ta không nên FOMO và không nên buy đuổi ở cái vùng này 28.400 tại vì nó đang nằm ở cái vùng cản ở trên này rồi. Và đây là một vùng cản khá là lớn khi mà trước đó giá nó đã chạm cái vùng này và nhanh chóng nó quay xuống và tạo luôn cái trend giảm của cái giai đoạn mà chúng ta vừa chứng kiến. Cho nên là khả năng giá nó sẽ bị phản ứng ở đây rất là cao. Và hiện tại đối với cái lực như thế này thì nếu nó vượt qua khỏi cái vùng này thì cũng chủ yếu là để có một pha fake breakout qua thôi. Chứ không phải là một cái lực tăng thực sự ổn định và thực sự tốt ở cái vùng giá này. Cho nên tốt nhất chúng ta vẫn phải kiên nhẫn và chờ nó retest về những cái vùng dưới và chúng ta đến. Một số anh em đang có cái diễn biến tâm lý đó là thứ nhất, kỳ vọng vào cái việc giá Bitcoin nó sẽ tăng lên đến những cái vùng cao, ví dụ như là 30 hoặc 40 hoặc thậm chí là cao hơn nữa. Thì đó cũng là một cái cơ sở nó có thể xảy ra. Tuy nhiên, bắt buộc nó cần phải đi qua những cái vùng giá trước đó. Và ở đây chúng ta đang có rất là nhiều các cái vùng cản thì bắt buộc là giá nó phải vượt qua và test lại. Đầu tiên là 29.450 và sau đó là cái vùng cao nhất của giai đoạn vừa rồi là 30 đến 31 nghìn và chúng ta đang có một cái vùng gáp ở bên trên là ở đây quanh vùng 29.200 đến khoảng tầm 29.400, 29.500 thì chúng ta vẫn đang có một cái vùng gáp ở biên 29.000 này cho nên có khả năng là giá trong cái nhịp này thì kỳ vọng nó cũng sẽ lên để lấp lại cái gáp này là nó sẽ hoàn thành xong cái fill gáp và chúng ta sẽ có một cái vùng gáp ở dưới vẫn chưa được fill nữa cho nên trong các cái nhịp này chúng ta vẫn phải cẩn trọng là cái điều không có thừa tại vì thị trường giai đoạn gần đây nó đi rất là khó chịu và gần như chúng ta bị loại bỏ ra khỏi cái nhịp sóng tăng của thị trường hoặc là cái nhịp sóng giảm để mà long shot không thể nào chúng ta bắt được đúng cái nhịp và ở cái vùng giá 27.400 ngày hôm qua thì mình nhắc lại là đó là một cái vùng tranh chấp giữa phe mua và phe bán và nó hội tụ rất nhiều các yếu tố các cái đường trend cộng với fibo cộng với các cái vùng kháng cự hỗ trợ và đó sẽ trở thành một cái vùng tranh chấp giữa phe mua và phe bán cho nên Gần như là cái vị thế ngày hôm qua mình cũng đã nhắc rồi là nếu chúng ta vào short ở đây thì chúng ta cần phải chờ tín hiệu đảo chiều hoặc là chúng ta phải chấp nhận là chúng ta đang ngược lại với xu hướng của thị trường. Và cái xu hướng tăng ngày hôm qua nó cũng thể hiện rất là rõ. Nhưng mà nếu chúng ta vào long ở đây thì chúng ta sẽ long ngay ở khu vực cạn. Cho nên nếu những cái lệnh mà chúng ta giao dịch ở đây tức là cái vùng này là vùng tranh chấp xu hướng giữa phe mua và phe bán. Và về bản chất thì chúng ta không thể nào biết được là phe nào sẽ chiếm được cái ưu thế và chiến thắng ở cái vùng này. Ví dụ như hiện tại thì phe mua đã chiếm ưu thế và chúng ta không thể nào biết được cái chuyện đó thì có thể là nó sẽ ngược lại, cho nên là thông thường ở những cái vùng này thì tốt nhất là chúng ta quan sát hoặc là khi chúng ta đã vào thì nó vẫn có một cái độ rủi ro nhất định. Cho nên ở tốt nhất khi mà nó đã xác định được cái xu hướng thì đó mới chính là cái thời điểm mà chúng ta có thể tìm những entry tốt để chúng ta giao dịch thay vì cái chuyện là chúng ta tiếc không có bắt được ở các cái khu vực này. Và đối với những anh em nào giao dịch trong một khoảng thời gian dài và những người trader và những người trade lâu ở trong các cái thị trường tài chính không riêng gì crypto thì sẽ hiểu các vấn đề đó. Vậy nên một số anh em mới thì chúng ta cũng không có quá là FOMO hoặc là không có quá là tiếc tại vì nó là cái nguyên tắc khi chúng ta giao dịch là nó sẽ là như thế. Qua một số dự án khác thì hiện tại đặc biệt ở trong giai đoạn này đó là BTC.D nó đang đi cực kỳ cao và cái chỉ số này nó rất là rủi ro và các cái vùng ngày hôm qua mình cũng đã uh, báo cho anh em đó là vùng 51 cho đến 52 thì hai cái vùng này là hai cái vùng mà khả năng là BC.D nó lên đến đây nó sẽ gặp phản ứng. Và đối với cái nhịp lần này khi mà mặc dù USDT.D nó giảm liên tục như thế này để giúp cho cái dòng tiền quay trở lại và được đẩy vào thị trường, tăng trưởng cả oncoin và Bitcoin trong cái pha tối ngày hôm qua, còn trước đó thì chỉ có Bitcoin tăng trưởng mà thôi. Và hiện tại thì USDT.D nó cũng đang nằm khá là xa khỏi cái đường MA rồi. Và cái MA nó cũng đang chuẩn bị giao cắt qua thì có khả năng là nó sẽ có một pha quay lên để retest lại cái điểm này và đó cũng chỉ là một cái nhịp điều chỉnh của thị trường và chúng ta sẽ tìm entry sau cái nhịp điều chỉnh đó. Và BTC.D hiện tại nó đang quá là cao cho nên nếu mà Bitcoin ở cái nhịp này nó giảm một xíu thôi thì khả năng cao là oncoin nó sẽ giảm cực kỳ nhiều. Vậy nên cái giai đoạn này chúng ta vẫn chưa phải là một cái giai đoạn thực sự tốt để chúng ta nhắm vào oncoin và cần chờ một cái nhịp điều chỉnh nữa thì lúc đó chúng ta mới vào nó sẽ hợp lý hơn. Và kết hợp thêm đó là ngày hôm qua thì chúng ta vẫn có thêm một số các cái tin tức hợp lý hóa cái đường giá ở trên thị trường. Và cái điều đó thì nó cũng thường xuyên xảy ra thôi. Một số các cái quỹ hoặc một số các cái công ty lớn ở Mỹ bắt đầu tập hợp lại với nhau để đưa ra ý kiến là sẽ tạo nên một cái sàn giao dịch của riêng thị trường Mỹ. Và gần như là cái thông tin đó nó sẽ đến bật các cái sàn khác, ví dụ như Binance US sẽ ra khỏi thị trường và hợp tác với Coinbase là một cái sàn của người Mỹ luôn thì thành ra là đó là các cái thông tin một phần nào đó hợp lý hóa và tác động đến cái vùng giá bây giờ và hiện tại nhìn qua đối với những cái đồng oncoin thì chúng ta cũng thấy được là đa số oncoin nó đang nằm ở những cái vùng MA và những cái vùng kháng cự cho nên là chúng ta buy vào oncoin bây giờ thì cũng sẽ tiềm ẩn với một cái rủi ro rất là lớn đó là chúng ta buy ở các cái vùng kháng cự cộng với đó là BTC có khả năng đảo chiều và BTC.D nó đang rất là cao cho nên anh em cũng hãy cẩn thận khi chúng ta giao dịch oncoin tại thời điểm bây giờ nhé và thì cá nhân mình quan điểm vẫn là an toàn thì chúng ta cần phải chờ những cái nhịp giảm xuống retest thì sau đó chúng ta mới vào thôi. Còn lại đây là những cái nhịp nó đi như thế này thì chúng ta không có một cái entry nào để chúng ta vào cả. Và hiện tại thì đấy, tiếp tục giá nó vẫn tăng tiếp. Thì mặc dù nó tăng nhưng mà chúng ta không có entry thì bắt buộc là chúng ta phải quan sát thôi. Và ngày hôm nay sẽ bắt đầu quay trở lại với việc là chủ tịch Fed Powell sẽ có một phiên điều trần và phát biểu. Cộng với đó là vào ngày mai, ngày kia sẽ có những cái ngày tin tức và chúng ta sẽ bắt đầu cho chuỗi 3 ngày có những cái tin tức quan trọng ở trên thị trường và khởi đầu bằng ngày hôm nay vào lúc 9 giờ tối, Fed chủ tịch Fed Powell sẽ có những cái phiên điều trần và có các cái quan điểm của mình thì về cơ bản chúng ta chủ yếu là nên tránh khỏi cái khung giờ có cái sự kiện này xảy ra để tránh các cái biến động về giá trong những cái lúc mà ông này phát biểu thôi để tránh những cái trường hợp có những cái phát ngôn nó không thuận lợi cho thị trường và sẽ kích hoạt cái tâm lý uh, khủng hoảng ở trên cái những nhà đầu tư thì nó sẽ ảnh hưởng đến thị trường và ảnh hưởng đến cái lệnh của chúng ta nếu chúng ta không xử lý tốt còn lại ngày hôm nay thì nó cũng sẽ không có bất kỳ một tin tức nào và ngày hôm qua là một ngày trống tin tức thì mình cũng đã báo trước đúng không là những ngày mà chúng ta không có tin tức như này thì đây là những cái cơ hội dành cho những người và những nhà ở trên thị trường họ muốn đẩy giá và sẽ tranh thủ cái nhịp sóng đó trước khi những cái sự kiện mà hoặc là những cái tin tức nó sẽ xảy ra kích hoạt cái tâm lý sợ hãi và giàn chừng của thị trường và sau cái nhịp tăng tối ngày hôm qua ở trên thị trường thì đã có 143 triệu lệnh đã bị thanh lý và chắc chắn trong đó đa số là vẫn là cái khối lượng lệnh short bị thanh lý rất là nhiều, chiếm đến 112 và chỉ có là 30 triệu đô là lệnh long bị thanh lý qua những cái nhịp giảm trước đó mà thôi. Và hiện tại thì tỷ lệ long short ở trên thị trường đối với phe long vẫn hoàn toàn chiếm ưu thế áp đảo so với phe short ở trước đó và chiếm đến 37% và số lượng lệnh long hiện tại trên thị trường chiếm khoảng tầm 53-54% so với phe short và chỉ chiếm 46% và các cái vùng order book ngày hôm qua chúng ta đang thấy một cái khối lượng sell tập trung ở cái vùng 27.400 đến 27 thì nó cũng đã bị quét qua khỏi cái vùng sell đó và hiện tại thì vùng long và vùng short cũng đang khá là gần ở cái thời điểm entry hiện tại là quen cái vùng khoảng 28.690 là phe long nó đang tiếp tục dồn lên và phe short vẫn cố gắng cản tàu ở 28.790, 28.800 và các bạn có thể thấy là một cái tường sell cực kỳ dài từ khoảng khu vực là 28.800 này cho đến 29.000 và thậm chí là 30.000 cộng thêm đó là phe long cũng đang khá là dài ở cái vùng là 27.300 cho đến là 28.500 thì hiện tại ở cả hai vùng này thì chúng ta đang thấy được rằng các khối lượng giao dịch nhảy vào thị trường khá là lớn cho nên có một cái dòng tiền đang được đẩy vào thị trường để FOMO và giao dịch cực kỳ nhiều trước những cái tin tức là các cái công ty lớn ở Mỹ bắt đầu nộp thêm nhiều các cái đơn để xin quỹ ETF cho Bitcoin lên sàn lên SEC như tương tự như cái thông tin của sàn BlackRock giai đoạn vừa rồi và gần như giai đoạn ở cái entry bây giờ thì mình vẫn đánh giá là một cái entry cực kỳ ao khỏi cái entry của chúng ta và gần như chúng ta không có một cái điểm vào nào để trao dịch cho nên nếu giá nó có tăng trưởng hoặc là nó có chạy mạnh thì gần như là chỉ có những anh em nào muốn fomo thì chúng ta có thể ờ đánh theo kiểu fomo thôi còn lại chúng ta sẽ không có bất kỳ một cái điểm vào nào nếu mà chúng ta đánh theo phân tích kỹ thuật thông thường và thuần theo cái việc quản lý rủi ro cả và quan điểm của mình trong giao dịch thì chúng ta vẫn ưu tiên quản lý và kiểm soát tốt các cái rủi ro của chúng ta hơn là cái việc chúng ta tham lam vào thị trường và chỉ nhìn vào các cái lợi nhuận tại vì nó sẽ là một cái phương pháp đến không được bền vững và không có lâu dài ok những cái vùng giá và những cái thay đổi của thị trường chi tiết hơn mình sẽ báo cho anh em ở trong channel telegram mọi người tham gia và chúng ta sẽ cùng nhau nắm theo cái nhịp sóng của lần này để tìm những entry thực sự tốt nếu có xảy ra thì chúng ta sẽ tối ưu cái lợi nhuận bằng cách tham gia vào những entry nếu nó có những cái nhịp điều chỉnh trong các cái khung giờ nhỏ hơn trên đây là toàn bộ video nhận định phân tích tình hình giá bitcoin cũng như là cập nhật lại thông tin thị trường trong ngày hôm nay chúc tất cả anh em chúng ta sẽ có một ngày giao dịch thuận theo xu hướng của thị trường và thu được thật nhiều lợi nhuận và đặc biệt là tìm những entry thật là tốt và tránh những cái sự phô mô để dẫn đến những cái rủi ro không đáng có cảm ơn tất cả mọi người cảm ơn và xin chào tất cả anh em